Dương Nguyễn xin chào cả đại gia đình nha. Thì hôm nay Dương Nguyễn test cái đàn thùng gỗ đẹp. Cái thùng nó lưng hông là gỗ đẹp ha, mặt thông, cần dài 22 phím. Cái này Duyên gửi về Kiên Giang cho anh trai Kiên Giang ha. Cái này có giá là 2 triệu. Quý anh em có nhu cầu thì ủng hộ Dương Nguyễn nha. Dương Nguyễn mời anh em cùng tham khảo và hợp sắc.